Trong clip này mình sẽ tường thuật trực tiếp cái tin non-farm payroll. Hôm nay là thứ sáu ngày 2 tây tháng 1 2019. Ngay vào lúc này 8 giờ còn 30 phút nữa là 8 giờ rưỡi thì sẽ có tin rất là quan trọng, tin non-farm payroll. Đây là một chỉ số mà hầu như bất cứ trader nào trên thị trường cũng hóng hớt theo dõi mỗi khi mà nó xuất hiện. Tuy nhiên, như trong những cái clip phân tích cơ bản với chỉ số Forex thì kênh đầu tư Forex có nhấn mạnh một điều, đó là nếu mà có ba cái tin chỉ số trong cùng một thời điểm thì nó sẽ diễn biến như sau. Nếu mà cả ba cái chỉ số đều cùng một hướng á, là nó cùng đỏ hoặc là cùng xanh lá cây á, thì nó sẽ có tác động. Còn nếu chỉ cần có một đứa mà nó chổi hai đứa kia, ở đây có ba tin mà có một tin giống như tin unemployment rate này, nó xanh còn hai thằng còn lại đỏ, thì chắc chắn là nó sẽ di chuyển theo kiểu tạo ra một cái nến chân dài. Đó là nếu mà tăng trước thì cuối phiên nó sẽ giảm trở lại, và ngược lại nếu mà trước đó là nó giảm thì cuối phiên thì nó sẽ rút cái chân lên, nó sẽ tạo thành một cái cây nến bóng dưới dài. Rồi bây giờ là 8:28, khá là thú vị, hóng hớt cái tin này giống như là đón giao thừa vậy anh em ạ. Giờ mình sẽ thí điểm con vàng nha. Thông thường thì cái chiến thuật mà đánh với lại cái tin non farm payroll đó là mình sẽ canh đánh hai đầu. Nếu mà nó tăng vượt qua cái đỉnh 1326 này, nó tăng lên đây là 1327, hoặc là nếu mà nó rớt xuống dưới này là 1314 thì mình sẽ sell. Đây là một cái chiến thuật mà mình đánh break out. Đánh break out có nghĩa là mình sẽ buy stop hoặc là sell stop, nghĩa là đợi giá nó sẽ tăng, bứt phá chạm cái mức ở trên này mình đón đầu sẵn đó thì mình sẽ buy lên. Còn tương tự mình sẽ đặt cái lệnh sell stop đó, lệnh sell stop. Giờ mình chả biết là nó sẽ chạy theo cái hướng nào. Được giờ thì mình sẽ bấm nút sell stop pending order 1327 đó, 1327 play. Rồi new order, chỗ này mình sẽ pending, giờ mình sẽ đặt lệnh sell stop là 1314 1314. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay lại để xem diễn biến thị trường nó như thế nào. Còn 1 phút, 1 phút nữa nha mọi người. Rồi 8:30, ngay trong lúc cao điểm này thì giá đang biến động rất là mạnh. Có một bé, đây là kết quả khả quan, còn hai bé còn lại, một đứa nó màu xanh lá cây rồi. Rồi một bé đỏ đấy, rồi hai bé đỏ, vậy thì sao? Như vậy thì cuối cùng là nó chỉ sai quay thôi, nó sẽ hai con đỏ một con xanh thì khả năng UD là nó sẽ bị suy yếu. Tuy nhiên mình khó có thể xác định được là trong cái đám này là cái tên nào là nó sẽ gây chấn động mạnh nhất. Bởi vì mình chiến thuật mình đánh là mình sẽ canh hai đầu, mình đặt hai đầu, nó muốn bay đầu nào thì mình chỉ lao theo, mình lướt sóng ngắn đầu đó thôi. Dạo quanh qua mấy cái cặp Forex thì con này nó đang được cái lợi thế là nó nằm ở trên cái đường trendline hỗ trợ. Con này thì đang được hỗ trợ bởi kênh nên cái đà giảm nó sẽ bị chặn lại.
Kết quả thực tế thì cả ba tinh nó đều trái chiều, hai đỏ một xanh. Như vậy thì hiệu ứng của nó là nó sẽ sideways, hai tinh trái chiều thì dân chúng cũng chả biết đường đâu mà lần. Đó. Sideways thì nhiệm vụ của mình á là mình sẽ kẻ kẻ kênh ngang, mình sẽ kẻ chuẩn xác lại. Đấy, đây là cái kênh ngang của con gòn thời điểm bấy giờ. Đây là một đỉnh, đây một cái điểm chạm thứ hai đó, còn ở trên này á, là điểm kháng cự. Như vậy chúng ta đã hình thành một cái kênh giá ngang rồi, thì nguyên nhân là do cả ba tinh nó không không có cùng một hướng, do đó giá sẽ không thể nào mà bứt phá thêm một chiều được, chỉ sideways thôi. Mà sideways thì cuối cùng nó sẽ chạy theo kỹ thuật. Con AUD này á, thì nó đang nằm ở trên trên line tăng nên nó sẽ được lợi thế là nó sẽ duy trì cái đà. Con EURUSD này thì mình kẻ trên đó, hiện thấy là nó có một cái cú fake break out, mà fake break out á thì nó sẽ chạy theo kỹ thuật, thì con này nó sẽ có xu hướng tăng. Con này nó có xu hướng tăng đây. Đây là một cái cú fake break out, nó giả vờ phá cái đường hỗ trợ này, nhưng mà cuối cùng nó lại nằm ở bên trên. Vậy thì con này nó sẽ có cái xu hướng tăng. Mời anh em coi lại cái clip nói về fake breakout kênh ngang. Thì đối với trend line nó cũng ứng dụng tương tự. Thì đối với con gold này thì nó sẽ sideways thôi. Nói chung là trong thị trường sideways thì mình sẽ tiếp tục chờ đợi. Tại vì trong thời gian tới nó sẽ tiếp tục lình xình ở trong cái kênh giá này. Đó, nó sẽ di chuyển như thế này. Thì chưa có cơ hội, mình phải đợi, một là nó bứt phá hẳn lên đây. Sau đó rồi nó test, test trở lại mà nó có nến đảo chiều ở cây này thì mình mới mua lên. Đó là một cái tình huống thứ nhất. Cái tình huống thứ hai mà như trong những cái clip trước mình chạy á, chỗ này rồi nó giả vờ nó phá dở, rồi cuối cùng nó không có vượt lên trở lại chỗ này, thì mình sẽ thực hiện cái lệnh bán. Còn thời điểm này thì những cái tin tức nó chỉ khiến cho thị trường sideways thôi, mình nên đứng ngoài thị trường chứ không phải là cứ có tin non farm payroll là nó sẽ dựng đứng một cây thật cao hoặc là giảm thật mạnh. Không hẳn, tại vì theo cái nguyên tắc của nó là có cả ba tin cùng một thời điểm thì mình phải đánh theo cái chiến thuật, chứ mình không thể nào mà coi trọng cái tầm quan trọng của một cặp nhất định là hết á. Đó là cái kinh nghiệm cá nhân mà mình đánh non farm. Nếu mà chỉ có duy nhất một cái tin non farm á thì nó sẽ ra cái hiệu ứng rất là cụ thể. Còn này này nó có cả ba cái chỉ số luôn thì nó chỉ sideways thôi. Do đó mình nên chiến thuật lúc này là đứng ngoài chờ đợi. Mình không nên lao theo cái cặp nào hết á, chờ đợi. Thường á thì sau khoảng 15 phút, 8:30 có các chỉ số quan trọng, thì sau có 15 phút thị trường nó bình ổn thì lúc đó mình có thể đánh theo phân tích kỹ thuật. Như con này thì mình có thể tìm kiếm cái cơ hội buy. Con này thì đang nằm ở trong kênh trước đó là xu hướng tăng, nên ở đây sẽ quay mà nó đang là nằm ở dưới hỗ trợ nữa, thì mình có thể, nếu mà mình có thể chấp nhận rủi ro thì mình có thể thực hiện lệnh buy tại cái vùng này. Khi mà nó xuống đây nè, kết thúc cái nến này nha, mà nó là một cái nến pin 3 mà có chân dài á, rồi sau đó nó test lại chỗ này thì mình có thể thực hiện buy ở ngay cái điểm này, và mình sẽ top loss cả hai giá ở bên dưới này. Mục tiêu lợi nhuận thì mình sẽ đặt cái mục tiêu là cho nó lên chạm cái mức này. Đây, đây chính là cái mục tiêu lợi nhuận. Rồi, tóm lại thì 16 phút
mình đợi hết cho đến 1 giờ hiện tại của cặp vàng, còn 16 phút nữa kết thúc để mình xem xét coi cái cây nến này. Nếu mà cây nến nó hình dạng như thế này thì nó có cái lực mua, mà lực mua ở trong cái kênh sideways thì mình có thể tìm kiếm cơ hội để mà mình mua ở giá 1.316 ở vùng này. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngắn này. Video clip ngắn nói về cái chiến thuật đánh cái tin tức non farm payroll, mà trường hợp đặc biệt là có cả ba tin tức cùng một lúc thì mình sẽ xử lý cái kết hợp tin tức với lại cái phân tích kỹ thuật như thế đây. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn giao dịch luôn luôn thắng lợi. Nhớ like và subscribe kênh để cập nhật những cái chiến thuật giao dịch forex độc đáo sắp tới nhé. Cảm ơn.